Kính thưa quý vị, tin từ Nga, nghệ sĩ tiên phong Charlie Simpson đã lập kỷ lục Guinness Thế giới bằng cách thực hiện buổi hòa nhạc tại nơi lạnh nhất của thế giới. Nhạc sĩ ca sĩ người Anh đã làm nên lịch sử khi ông đã chơi liên tục 15 giờ trước đám đông người địa phương tò mò tại một ngôi làng Siberia xa xôi của Oymyakon, nơi còn được gọi là cực lạnh. Simpson đã dũng cảm chống lại mọi nhiệt độ lạnh xuống đến âm 30 độ C và chỉ được phép nghỉ 30 giây giữa các bài hát. Ca sĩ cũng đã thừa nhận ông đã tranh đấu ngay từ giây phút đầu tiên của cuộc thi kỷ lục, nhưng đã có lúc ông cũng muốn bỏ cuộc. Anh nói rằng sau khi bài hát thứ hai, tôi gần như nghĩ đến việc dừng lại bởi vì các ngón tay của tôi lạnh buốt và một trong những trải nghiệm đau đớn nhất trong cuộc đời. Những ngón tay đã bị đau đớn rất nhiều. Các ngón tay sẽ là phần khó nhất vì đó là da bị tiếp xúc. Tôi thật sự vô cùng đau đớn khi điều khiển guitar và cũng là không thực sự chính xác như bình thường được, nhưng cuối cùng rồi thì cũng qua. Craig Landay, tổng biên tập của sách kỷ lục thế giới Guinness, chúc mừng kỷ lục mới của Charlie. Tổng biên tập Landay nói rằng, một nỗ lực tuyệt vời, một trong những kỷ lục biểu diễn lạnh nhất thế giới đã được ghi nhận. Guinness rất hoan nghênh Simpson đã tham gia kỷ lục Guinness Thế giới, không giống như bất kỳ buổi biểu diễn nhạc rock bình thường khác. Simpson đã thực hiện mà không có sự xa xỉ thông thường. Sau đó, ông và đội trợ giúp đi hơn 4 ngày qua vùng băng lạnh nông thôn Siberia trên con đường Kolyma khét tiếng, hay còn gọi là con đường trắng xương, một trong những con đường nguy hiểm nhất trên thế giới. Và thay vì lưu trú tại các khách sạn, nhóm thực hiện đã ngủ đêm trong nhà của những người dân địa phương.